Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, Blogger Quỳnh. Hôm nay Uga sẽ cùng với các bạn vượt tiếp cái ải thứ ba của thử thách giới hạn tiếng gọi hắc ám, ải ba săn đuổi địa ngục. À, ải này là cái con tướng của nó là con nhện địa ngục các bạn, công tước địa ngục, bộ xương địa ngục, bảo vệ xác chết. Ồ, cái ải này thấy nó tăm tối quá, yêu cầu không được chết quá một anh hùng, sử dụng môn đồ. À, cái đồng hành của con môn đồ ở đây là con yêu tinh. Thì nó là mặc định Iggy á, đã cho mình hai con tướng, bây giờ mình chọn ba con. Thì Huga sẽ chọn ba con giống như ở ải 2 đi. Có gì thì mình sẽ thay đổi thêm. Con này nó đứng ở cái vai trò giống như một con tăng cơ các bạn, nó đứng giữa. Nó đứng giữa đây là vai trò của nó như một con tăng cơ ha. Nếu vậy á, thì cái con Bucky các bạn có thể bỏ ra để các bạn đem vào một cái con tướng sát thương khác. Nhưng mà tạm thời Huga sẽ chọn con Bucky. Rồi, ải thứ nhất nó có con rùa. Con rùa này thì các bạn để ý lúc mà nó rút vô mai các bạn đánh á, thì nó sẽ hồi máu lại ha. Mấy con rùa này thì nó khó chịu lắm, khó ăn khó ở. Rồi, chết một con rùa, tiếp tục kích kill yêu tinh. Rồi, hoàn thành ải thứ nhất một cách rất nhẹ nhàng các bạn. Có hai con tăng cơ nó xông pha lên lửa đạn nó đánh. Thợ săn thú mình can mình đánh con rùa ha. Rùa nè. Dồn kill vô rùa trước. Đây, anh cẩn thận con rùa mà nó rút vô mai rồi á. Mà các bạn, lúc mà các bạn dồn kill các bạn để ý nha. Rùa mà rút vô mai là không dồn kill nghe. Dồn kill lúc đó nó hồi máu rất nhiều luôn. Rồi, chết rùa nè, chết rùa, chết hết luôn. Rồi, ải thứ ba con nhện địa ngục nó xuất hiện rồi các bạn. Mình kích kêu của môn đồ bóng tối trước nè. Tiếp đó là mình gây choáng với nhện địa ngục. Nhện địa ngục này, wow, đánh xuống rất là đau các bạn. Bắn nhện địa ngục nè, hồi máu cho cả đội hình nè. Kích luôn kêu yêu tinh nè. Chết mày chưa nhện địa ngục, môn đồ bóng tối ra tay nè. Rồi, chết hết cái bầy đồng hành của nhện địa ngục rồi. Rồi, cái bầy quái nhỏ mình choáng luôn nè. Choáng cái bầy quái nhỏ nè. Kích yêu tinh nè, hồi máu lên cho đội hình. Nhện địa ngục nó đánh rất đau các bạn. Thông thường là những cái con quái mà nó liên quan tới lửa thì nó đánh đều đau cả nha. Hầu như thì những con quái nào mà dính dáng tới lửa thì nó đánh đều đau. Và nói chung lại thì con nhện địa ngục này nó cũng là một cái con mà nó dùng lửa, cho nên nó đánh cũng khá đau luôn. Chuẩn bị nha, chuẩn bị thợ săn thú, thợ săn thú. Bucky choáng mày trước nè, hồi máu lên, thợ săn thú bắn nhện địa ngục. Chết mày chưa. Thôi bật auto lên luôn đi. Auto đánh cũng qua thôi mà các bạn. Mình thử auto qua thì mời anh em cứ treo auto từ đầu tới cuối luôn. Môn đồ bóng tối nè, đó. Thợ săn thú nè. Hồi máu lên nè, hồi máu lên, đó. Gây choáng cho mày nè. Rồi nó không bị choáng rồi các bạn. Q của Bucky không làm choáng được. Rồi nhận địa ngục đã nằm xuống rồi. Rồi phần thắng nó nghiêng về cho Huga. Huga đã chiến thắng cải thứ ba và nhận được một mảnh của môn đồ bóng tối. Rất là nhanh chóng các bạn ơi. Rồi còn 3 ngày nữa thôi các bạn. Chỉ cần 3 ngày nữa thôi. Còn 3 ngày nữa mình sẽ có được cái con tướng môn đồ bóng tối Jonas. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu các bạn có gì thắc mắc cứ comment bên dưới video. Huga sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Xin chào.